Ngày 7 tháng 10, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một người đàn ông 40 tuổi, tỉnh Đồng Nai, về lỗi vi phạm an toàn giao thông đường bộ. Trước đó, tối ngày 25 tháng 9, Tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Buôn Ma Thuột hướng dẫn xe của ông này vào vị trí kiểm tra nồng độ cồn. Nhưng ông này bất ngờ tăng ga, lao về phía lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy. Sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng được phương tiện tại đường Lê Đại Hành. Qua kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông vi phạm ở mức 0,407mg một lít khí thở và dương tính với chất ma túy. Với các hành vi trên, người đàn ông bị xử phạt 35 triệu đồng về hành vi điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn, 10 triệu đồng cho hai hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông và không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, phạt 35 triệu đồng về hành vi điều khiển xe ô tô trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Tổng cộng, ông này bị phạt 4 hành vi với tổng số tiền 80 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng.